ăn gì đấy? Hôm nay sinh nhật xong ăn 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 à? Ồ, tưởng sinh nhật ăn đi. Bây giờ đi đi sinh nhật à? Ủa, có cho bạn đi cùng hay là bạn ra ngoài ngồi chơi? Đỡ mệt. Tưởng đi lại đi cùng chứ. Hả? Quen. Đêm đi đâu? Cho mua làm gì, nhưng mà còn nó lại được cái gì.
Hãy subscribe.
Ooh.